về. Dạ. Trước khi mà John Mayer vào bài hát, quý vị ơi, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của John Mayer. Và chúng tôi, những người bạn thân đó, thì với ý nghĩ là cùng lại đây. Vậy quý vị có đồng ý cho chúng tôi cùng chung vui đấy, được không ạ? Được. Xin cảm ơn. Chút xíu nữa John Mayer sẽ mời bánh. Chị bao nhiêu tuổi rồi? 99 vì ngày hôm nay là ngày lễ tình yêu, so tôi xin trình bày nhạc phẩm Yêu của Trần Thiện Thanh để tặng cho tất cả mọi người. Thank you.
chúc mừng ngày lễ Valentine của Janet đang có tình yêu. Cảm ơn Janet. Mời bạn đi. Anh Hải chuẩn bị. Đồ quý à. Nói nhau lúc nào nha. Nói chung quá. Nói chung quá.